Cần lấp được gap nếu muốn đi tiếp thì hiện tại Bitcoin nó vẫn đang ở cái vùng giá là 21, uh, 21k Thì các bạn nhìn thấy nó ở đây có một cái gap này uh, Cái gap ở đây là ở vùng 2000 đến uh, vùng 2007 Và trong độ khoảng uh, mấy ngày vừa qua thì Bitcoin đã nhiều lần nó chạm về cái vùng linh bảy và nó lại hồi lên. Thì trong độ khoảng vài ngày tới, nếu mà Bitcoin nó giữ vẫn giữ được trên cái vùng 20 20k7 thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ có thể nó chạm đến 22k4 và các bạn sẽ để ý cái mốc là 20k7. Nếu cái vùng 20k7 này nó thủng này các bạn này thì nó sẽ test về những cái vùng như là 19 19k2, 19k7 hoặc là 18k4. Tại vì nó về nó sẽ test cái Quay trở lại nó test cái gap này Cái gap này là mới gáp uh, Được tạo ra ở cái uh, Cái uh, CME các bạn gáp CME Nên là các bạn chú ý Hai cái vùng giá là 207 này Và 2000